Rồi, thì trong cái video này cô hướng dẫn các bạn tạo ra một cái app nghe nhạc offline á. Thì ở đây mình sẽ có một cái tab view chứa tên bài hát, cái nút quay tới, quay lui, nút stop, rồi nút play. Cái nút play nó có hai trạng thái, một là pause, hai là play, và một cái image view dùng để hiển thị ổ đĩa. Hai cái tab view hiển thị thời gian mà nhạc nó đang phát tới đâu và tổng thời gian của bài hát, và một cái thanh shift bar, shift bar để hiển thị cái thời gian bài hát tới đâu. Thì để phát một cái bài nhạc thì mình phải khai báo một cái đối tượng, đó là media player. Mình phải dùng một cái media player và dùng cái hàm create để mà mình tạo một cái bài hát. Và một cái media player nó sẽ có các trạng thái, ví dụ như bắt đầu là start, tạm dừng là pause, dừng là stop, giải phóng bài hát, quay về từ đầu là release. Thì cái media player nó có các trạng thái đó. Rồi, thì bây giờ là cô sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cái giao diện ha. Thì các bạn tạo cho cô một cái project mới. Thì mình sẽ tạo cái thư mục để mà lưu trữ bài hát. Thì các bạn nhấp phải chuột vào trong cái rest rồi new Android Resource Directory. Rồi trong cái resource type á, các bạn chọn cho cô là raw. Rồi sau đó nhấn ok. Rồi thì các bạn tải các cái bài nhạc mà mình yêu thích về. Tải các bài hát về. Rồi sau đó mình copy nó. Copy rồi mình paste vô trong cái thư mục raw. Rồi sau đó nhấn ok. Thì khi paste xong á, các bạn kiểm tra xem là các cái file của mình nó có bị vi phạm về cái việc đặt tên hay không. Nếu mà nó sai thì nó gạch chân đỏ, còn không thì thôi ha. Thì đó là cái phần nhạc. Rồi tiếp theo là hình. Hình thì mình sẽ lưu vào trong drawable. Các bạn cũng tải hình về ha, ví dụ như đây hình stop nè, hình bone, private nè, hình nét nè, hình ổ đĩa nè. Để cô coi cái hình đây là gì cho nó chính xác nè. Rồi cô sẽ lấy cái hình top nè, hình bone nè, hình private nè, nét nè, ổ đĩa nè, play nè, nên nè. Rồi copy. Rồi sau đó thì bát vào trong cái rồi. Sau đó những ok. Vậy là mình đã có hình rồi ha. Rồi thì bây giờ mình vào bên trong cái layout này. Bên trong cái layout để mà mình thiết kế giao diện. Các bạn có thể kết hợp giữa code và design ha. Thì cái này các bạn xóa nó đi. Rồi thì các bạn có thể dùng bất kỳ layout nào mà mình cảm thấy là mình thao tác nhuyễn trên đó, mình chọn đó. Thì đầu tiên cô sẽ cho nó một cái test để mà chứa bài hát, tên bài hát, cái test ở đây. Rồi thì khi vừa kéo vô, cô này dùng control layout nên là cô phải neo nó lại. Rồi đây là tên bài hát. Thì cái test tôi cho nó là tên bài hát. Rồi, còn cái ID là TST, tên bài hát. Rồi, bây giờ mình định dạng cái test size nha. Test size là tôi cho 20 SP. Rồi, test style là cô cho anh đậm bold nha. Rồi, cái margin width thì cô cho nó mark parent. Rồi, tiếp theo là mình canh giữa ha. Ray VT mình cho nó là center. Mình có thể nới vào đây chút xíu. Rồi, đó là xong về tên bài hát. Bây giờ tiếp theo là các cái nút bottom nhấn mà có hình thì mình sẽ chọn là image bottom ha.
máy vector mình kéo vô. Rồi sau đó là mình chọn hình. À, cái này là nút quay lùi nè. Rồi sau đó mình neo nó lại. À, các bạn có thể neo ở trên này. À, tích tâm. À, neo trái. Neo phải. À, các bạn có thể nới to cái hình ra. À, thì khi nới to ra cái hình nó vẫn còn nhỏ đúng không? Các bạn muốn scale nó. Thì mình vào cái thuộc tính scale. Scale type ha. Các bạn chọn là fit center. À. Rồi bây giờ nó có cái nền xám. À, các bạn có thể vào trong cái background color. À, các bạn gõ A cộng null. Cái nền xám nó sẽ mất đi. Được không? À. Rồi. À, tiếp theo là cái ID. ID. Thì cái ID cô sẽ đặt là bottom. À, private. Bottom private. À. Rồi. Vậy là mình xong về cái hình này. Thì các bạn copy ra rồi các bạn chỉ sửa lại cái hình thôi. À, mình vào bên trong cái code á, click nè. À, mình bên trong cái code. Đó, các bạn copy cái email bottom này ra nè. Đó, Ctrl C nha, Ctrl V. Đó, rồi sau đó mình sửa lại cái ID đầu tiên ha. Mình nét. Nét. Tọa độ nó đang bằng trùng nhau nên là các bạn phải kéo nó ra mới thấy nha. Rồi tiếp theo là cái src campus á, các bạn đổi thành cái hình khác, hình nét đúng không? Sau đó mình kéo nó lên đây. Rồi rồi tiếp theo mình copy ra một cái nữa ha. Ví dụ như cái này là stop. Rồi mình kéo nó ra đi. Rồi cái này là stop. Cái hình này cô đã copy paste vô trước đó rồi nè. Những hình stop, private, bold, nét nè ha. Mình đưa nó về đây. Được không? Rồi. Tiếp theo là cái nút play. Cái nút play thì này mình đặt tên là btn play. Rồi. Cái này sẽ là play. Rồi mình kéo nó ra. Để nó đây. Được không? Thì kích thước nó sẽ bằng nhau. Rồi, bây giờ tiếp theo là một cái image view để chứa ổ đĩa. Thì các bạn vào trong cái widget này. Image view này. Rồi các bạn chọn this, ok. Rồi mình neo nó lại ha. Các bạn có thể neo với tên bài hát. Thì mình đã đặt ID rồi. Rồi mình kéo cái ổ đĩa to to ra. Rồi sau đó thì các bạn đặt ID ha. ID thì cái này cô sẽ đặt là IV this. IV this. Rồi. IV this. Rồi bây giờ tiếp theo là cái shift bar. Cái thanh thời gian bài hát á. Shift bar là nó nằm trong widget. Shift bar kéo vô. Rồi sau đó mình kéo nó dài ra. Rồi mình neo nó lại. Rồi. Tiếp theo là test để chứa cái thời gian bài hát. Thì các bạn có thể là ở lên trên cái tên bài hát này mình copy Ctrl C nha. Rồi sau đó đi xuống dưới này mình bắt. Rồi Ctrl V. Rồi sau đó mình kéo nó ra. Nó bị neo ha, nó bị neo. Thì cái này cô sẽ đặt cho nó một cái ID khác. Này là tế tê tông thuần tam. Rồi, còn cái width thì cô cho khoảng 100 dB. Rồi, cái test thì cô cho nó hiển thị 0 0. Đúng không? Đó. Total time là cô đặt trong này đi nha. Đó rồi, vậy là xong cái này rồi.
Thì tiếp theo là mình sẽ copy à, Ctrl C, Ctrl V. Thì cái này gọi là time zone, tức là thời gian đang phát à, time zone. Rồi mình nắm nó kéo ra. Đúng không? À. Rồi. Vậy là mình thiết kế xong chưa? À, rất là nhanh nha. Rồi bây giờ các bạn lên trên cái thẻ mở của cái layout nè. À, mình muốn thay đổi cái background này là background nè. À, còn draw á, à, cô có cái background. Được. À, thì khi mà chèn background vô cái test này nó chữ của nó là nó đen quá đúng không? À, các bạn có thể cho cái màu à, mình vào attribute nè. Mình đi tìm mà test color hoặc mình viết code ở bên ngoài cũng được. À, test color. Mình chọn test này ha, coi chừng bị lộn nha. Rồi test color. À, cô cho một sáng lên. À, à. Rồi cái này các bạn cho nó một cái màu cho nó dạ quang lên dễ nhìn. À, ví dụ màu vàng. À. Rồi cái này cô cho nó màu vàng. Được chưa? À, về cơ bản là design của mình xong rồi đó. À. Rồi khi mà mình thiết kế xong rồi thì bây giờ là mình muốn phát một bài hát nào đó, và một bài hát á mình muốn lấy cái tên và cái tên cái phần file bài hát, thì các bạn sẽ tạo một cái lớp đối tượng ha. Thì ở đây tôi hướng dẫn nè, mình sẽ tạo một cái lớp đối tượng là song. À, thì cái song nó có hai thuộc tính, đó là tên bài hát và file. File là kiểu in, tại vì cái file khi mình lưu trong đây á là nó được quản lý bởi ID. À. Rồi bây giờ mình nhấp phải chuột vào cơm nè, các bạn nhấn new à, Java class, thì các bạn đặt cho cô là song. Rồi à, mình tạo danh sách ha, lemon à, series series. Rồi tiếp theo là mình khai báo cái thuộc tính à, string tên bài hát và cái private in file ha. Rồi sau đó mình sẽ tạo các cái constructor và cái set. Rồi constructor ha, có đầy đủ tham số. Rồi cái hàm get set generate ha, get set à. Rồi ok đó, vậy là mình có xong một cái đối tượng rồi đó ha. Rồi bây giờ mình về lại cái main nè ha. À, trên cái giao diện của mình có những cái đối tượng gì thì mình phải tham chiếu ID cho nó nha. À, ví dụ như ở đây các bạn có cái gì à, các bạn có cái test view bài hát nè. À, test view thời gian nè là ba cái test view ha, và bốn cái nút email button nha. À, một cái email view và một cái spa cho mình khai báo nó. Rồi bây giờ mình khai báo cái test view nè, test view TST tên bài hát. Rồi TST total time. Rồi TST time zone. À, rồi tiếp theo là email, email button ha, à, btn à, previous và btn à, net btn stop à, btn play. Rồi tiếp theo là khung hình ha, email view evdis à. Rồi à, cái sheet 3 nha, à, một cái sheet 3 à, cô đặt là sheet 3 luôn. À, mình khai báo các biến đó. Rồi bây giờ mình viết một cái hàm tham chiếu ha, F control alt enter. Rồi mình tham chiếu ID cho nó ha. Rồi TST à, tên bài hát bằng file à, view by ID R. À, mình phải kiểm tra là nó phải R của cái gói backkey của mình nha. À, R chấm ID chấm TST tên bài hát. Rồi sau đó thì các bạn sẽ copy nha. À, các bạn dán xuống. Rồi thì cái này sẽ là à, total time. À, các bạn tham chiếu cho nó đúng nha. Rồi, các bạn lấy cái test này các bạn gắn qua bên kia thì nó cũng không có lên giao diện đâu. Rồi tham son ha. Rồi bất tâm. À, bất tâm play đi ha. À, tâm play. Rồi tiếp theo là bottom previous.
này là bê tông đây bạn. Rồi à, bê tông stop à, bê tông stop stop làm chưa, xong stop chưa, play xong. BTN BNT ha, BTN rồi stop nè, rồi cái này là bê tông stop. Rồi mình có play private net ha, à, bê tông net rồi, bê tông net à, rồi tiếp theo là cái image view IV IV this à, cái này là IV this. Rồi tiếp theo là một cái sheet 3 à, sheet 3 thì cái này cũng là sheet 3 đúng không? Đó, tham chiếu xong rồi. Thì khi mà tham chiếu xong rồi á là mình sẽ tạo một cái danh sách nha. Mình tạo danh sách và tạo dữ liệu truyền các cái file bài hát vô. À, thì ở đây là à, cô sẽ khai báo một cái biến phần cục danh sách release à, release thì đây nó sẽ quản lý danh sách song đúng không, thì đây con sẽ đặt là release song à, thì trong danh sách thì nó có vị trí các bài hát à, cô khai báo một cái biến position rồi à, position vị trí bài hát bắt đầu đầu danh sách là không à, à. Rồi bây giờ ở đây cô sẽ viết một cái hàm gọi là à, create data à, create data à, tạo dữ liệu à. Rồi thì à, để tạo dữ liệu là mình khởi tạo danh sách nè à, array song bằng new à, array à, thì ở đây là khi có danh sách rồi mình add các cái bài hát vào, thì khi add vào là mình add cái tên và cái tên và cái file à. Thì ở đây mình có là à, array song chấm add à, tạo bài hát song, thì cái song của mình nó có constructor tên bài hát và file à, tên bài hát là gì à, ví dụ như cô cho nó là à, điều em nhớ đúng không, test thì bỏ trong giống cái kép ha. Rồi điều em nhớ rồi phải à, tiếp theo là cái file đúng không, thì cái file thì mình có là r chấm à, r rồi chấm draw à, draw chấm điều em nhớ đúng không à. Rồi sau đó thì các bạn tạo một vài bài rồi à, ví dụ như bài tiếp theo là gì, đường một chiều ha, đường một chiều. Rồi cái này là đường một chiều. Rồi em cũng khác, đã khác à, cái này là em cũng đã khác. Rồi ngẫu, ngẫu nhiên hả à? Không biết bài này ngẫu nhiên luôn đi à. Rồi ngẫu nhiên đúng không, phải không, không biết, không có rành về, không ít khi nghe nhạc. Rồi bây giờ là mình đã có cái danh sách rồi ha ừ. Rồi bây giờ tiếp theo là gì à, mình sẽ khởi tạo một cái media à, bây giờ mình sẽ khai báo một biến tổng cục là media player à, chúng sẽ đặt là media player. Đó. Rồi tôi sẽ viết một cái hàm khởi tạo à, để khi mà mình stop khởi tạo bài bài mới hoặc là net để khởi tạo qua bài tiếp theo, hoặc là private để mà khởi tạo cái bài lùi à, nên mình phải viết hàm ha à, khởi tạo media à, player à. Rồi mình viết hàm khởi tạo thì ở trong đây khi khởi tạo là mình sẽ à, dùng hàm create đúng không à, media player bằng meta player chấm create à, thì create ở đây nó có hai, nó có năm cái phương pháp để dùng, thì cô sẽ dùng cái đầu tiên à, đó là cái context, context tức là cái main à, chấm this. Rồi cái thứ hai là đường dẫn đúng không, thì cái đường dẫn của mình á là ở đây á là đầu tiên là mình lấy cái tên file đúng không, đường dẫn là có phải nằm trong cái danh sách không à, danh sách nè array nè chấm get à, mình lấy cái bài hát đó ra rồi sau đó mình lấy cái file là get file
được không? Đó, bây giờ mình lấy theo cái danh sách là nó khác ở chỗ đó. Rồi tiếp theo là mình lấy cái gì, mình lấy tên bài hát và mình gắn lên trên cái tên bài hát chấm xét test. Rồi ở đây mình cũng lấy cái danh sách ra, vị trí của bài hát. Rồi sau đó mình ghép tên bài hát, chấm ghép tên bài hát. Được. Mỗi lần khởi tạo là mình lấy cái bài hát và tên bài hát ra. Được chưa? Rồi vậy khi mà mình viết cái hàm khởi tạo xong rồi, mình có dữ liệu rồi, thì bây giờ là mình viết hàm xử lý cho các cái nút của mình. Rồi bây giờ cô viết cái hàm SO event, thì tất cả các cái sự kiện stop, private, net nó đều nằm trong đây hết. Rồi thì ở đây đầu tiên là cô viết cái nút play trước đi ha. Play chấm set on listener new bằng trắng. Thì trước khi mà xét điều kiện các trạng thái, bây giờ mình làm đơn giản trước. Đó là khi mà cô bấm vào nút play thì nó phát, đúng không? Thì nó phát là gì? Là cái media chấm star, được không? Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem ha. Là khi mà mình bấm play là nó phát cái bài đầu tiên trong danh sách hay không? Tại vì mình chưa duyệt, mình chưa làm gì hết, thì cái vị trí của bài hát sẽ là đầu tiên danh sách, position là không. Rồi rồi mình bấm play nha, đúng không? Nó phát đều, em nhớ là cái bài hát đầu tiên trong danh sách nè, được chưa? Rồi thì khi mà nó đã phát rồi á, thì khi mà nó đã phát rồi á, bây giờ cô muốn là nó đang phát, tức là mình không, mình tạm dừng, mình không muốn nghe nữa, thì mình sẽ bấm vô nút play á, nó sẽ thành vân, đúng không? Thì ở trong đây mình sẽ xét nha, mình sẽ xét ở chỗ này. Nếu đang phát, nếu đang phát thì cho phép dừng, cho phép bold, cho phép bold, đúng không? Còn nếu đang bold, đang bold, thì cho phép play, đúng không? Rồi thì bây giờ mình xét nè. Nếu mà media đang phát, tức là is playing đang phát, thì mình cho phép bold, tức là media chấm bold, chấm bold, đúng không? Và đồng thời nó thay đổi trạng thái, tức là khi mà nó đang phát á, thì cái biểu tượng này phải là bold, hoặc là khi mà đang bold á, thì cái biểu tượng này phải là play, đúng không? Thì mình sẽ thay đổi cái hình nền của cái nút, cái hình của cái nút là button play, để thay đổi hình, đó là set image resource, và cái hình nằm trong cái drawable chấm play. Rồi còn ngược lại, else, else tức là đang bold, đúng không? Đang bold thì mình nhấp nữa thì nó sẽ là play. Play là gì? Star. Và nó cũng sẽ thay đổi cái hình, image là r chấm draw, rồi drawable chấm bold, đúng không? Rồi bây giờ mình coi nè. Rồi bây giờ là nó đang nó chưa hát, đúng không? Mình bấm vô, đúng không? Khi mà nó chưa hát, mình bấm vô nó xa, và đồng thời cái nút play đó thành bold. Còn bây giờ là nó đang phát nè, nó đang phát là nó đang nằm yếp nè. Khi mà cô bấm vô đây thì nó bold và nó hiển thị hợp play. Giờ cô bấm vô nè, hiểu ý không? Rồi bây giờ là mình xong cái nút play rồi ha. Bây giờ tiếp theo là cái nút net, nút stop trước đi, nút stop, chấm set on listener new khoảng trắng. Rồi tức là nếu
mà mình bấm vô nút stop thì cái media của mình đó, nó sẽ dừng, dừng là stop mà nó dừng, và đồng thời nó quay về, nó quay về đầu của bài hát, tức là media chấm release, được không? Rồi thì rồi bây giờ mình ví dụ như khi mà mình bấm stop rồi mà mình muốn play bài hát thì mình phải khởi tạo lại cái bài hát, đúng không? Thì ở đây mình sẽ có là khởi tạo bài hát. Bây giờ mình kiểm tra thử nha. Rồi bấm stop, đúng không? Thì khi mà cô nó đang play thì cái này là bow, thì khi cô bấm stop thì cái này nó phải là play, đúng không? Thì ngay cái chỗ này mình cũng thay đổi cái hình của cái nút play, là draw qua chấm, draw qua chấm play. Rồi bây giờ mình test lại nè. Rồi phát nè, rồi stop nè, đúng không? Nó phải đổi cái hình để cho mình play, được chưa? Rồi stop nè. Rồi bây giờ là mình tạm thời xong cái nút stop ha. Rồi tiếp theo là cái nút preview, nút nét, nút nét. Rồi chấm set on listen nè. Rồi new màn trắng. Thì nút nét là gì? Mỗi lần mình bấm nút nét là nó chuyển bài, thì tức là vị trí nó sẽ tăng lên một đơn vị, đúng không? Thì mình cho nó là position tăng tăng cộng cộng. Thì khi mà cộng lên mình cũng phải xét ha. Ví dụ như mình có bốn bài hát mà thì danh sách nó sẽ đếm bắt đầu từ không, thì nó sẽ chạy từ không đến ba. Khi mà mình đang ở bài hát đầu tiên mình bấm nét nó về lên một, bấm nét lên hai, bấm nét lên ba là cuối danh sách chưa. Nếu mà bấm nét nữa nó phải về không, đúng không? Rồi không, một hai ba là không, tức là khi mà mình bấm nét tới khi nào mà mình muốn cho nó chuyển về không khi về cuối danh sách, đúng không? Tức là mình xét nè, nếu mà cái position của mình á mà lớn hơn chiều dài danh sách thì mình cho nó về không. Lớn hơn chiều dài danh sách là gì? Là cái array song của mình chấm size trừ một, phải trừ một, tại vì array song chấm size là 4, trừ một là 3, tại vì mình đếm từ 0 cho đến 3. Nếu mà mình không trừ một nó sẽ overload cái array Nếu mà cái position của mình lớn hơn chiều dài danh sách thì cái position của mình về đầu danh sách, hiểu không? Rồi thì trong trường hợp là mình đang phát một cái bài nào đó mà mình bấm nét thì cái bài đó phải dừng để phát bài tiếp theo, còn nếu mà mình không bấm dừng thì cùng một lúc nó sẽ phát hai bài. Mình sẽ kiểm tra ha. Nếu đang phát bài hát nào đó thì dừng. Nếu media player chấm is playing, có một bài nào đang phát trong khi mà bấm nút nét thì cái bài đó sẽ dừng, đúng không? Rồi thì sau khi mình xét điều kiện rồi á là mình sẽ khởi tạo cái bài hát và mình start nó, đúng không? Khởi tạo bài hát thì mình start đó. Rồi media chấm start, được chưa? Khởi tạo bài hát để làm gì? Để mà mình lấy cái file với lại cái tên, đúng không? Rồi mình kiểm tra lại xem là mình có nét được chưa nha. Rồi điều em nhớ nè, đúng không? Bây giờ cô play nè nè. Đó, cô bấm nét nè. Đường một chiều nữa thấy không? Rồi bấm nét nè, em cũng đã khác nè, đúng không? Rồi bấm nét ngẫu nhiên nè, được chưa? Bây giờ đang cuối rồi nè, bây giờ bấm nét nữa nó về đầu rồi, được chưa? Rồi thì khi mà mình làm xong cái nút nét rồi á thì các bạn tương tự làm cái nút private lùi, thì cô sẽ copy cái đoạn nét ha. Rồi cô bỏ xuống như này. Rồi bottom private nè, chấm set on listener new, khoảng trắng, control V. Thì khi mà lùi thì là position trừ trừ, mình cũng theo cái quy tắc đó ha.
Ví dụ như mình cũng có bốn bài hát, các bạn đang ở bài số 3, mình bấm revert nó về 2, nó về 1, nó về 0. Khi mà về 0 rồi, nếu mà bấm nữa thì nó phải về cuối danh sách để mà nó tiếp tục, nó lại lùi, đúng không? Thì mình sẽ kiểm tra là nếu mà mình lùi cho tới khi nào mà không rồi lùi nữa có phải là âm không. Nếu mà nhỏ hơn không, nếu mà cái vị trí lùi của mình nhỏ hơn không thì nó về cuối danh sách. Cuối danh sách là gì? Là cái array song chấm size trừ 1, đúng không? Rồi những cái còn lại thì tương tự. Và mình sẽ kiểm tra cái phần cuối danh sách này. Rồi mình bấm play nè, điều em nhớ ha. Rồi mình bấm nét nè, nó về ngẫu nhiên rồi đúng không? Rồi bây giờ bấm lùi nè, em cũng đã khác lùi lên nè, đường một chiều nè, điều em nhớ nè, bấm lùi nữa là nó về cuối danh sách nè. Rồi vậy là cô hướng dẫn các bạn các cái chức năng play, stop, revert, net. Rồi còn cái ổ đĩa thì cô sẽ hướng dẫn trong cái đoạn sau nha.